The Gang Show Music Wave. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những chia sẻ lần đầu tiên mới kể. Tôi là Nguyên Khang, chào mừng quý vị đang cùng đến với The Gang Show, sống từ tình. Quý vị thân mến, với The Gang Show thì chúng tôi muốn mang đến những cái cảm xúc đến cho quý vị trong một không gian âm nhạc thật là gần gũi, ấm cúng, và chúng ta sẽ lắng nghe âm nhạc cùng với trò chuyện với nhau. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cặp đôi trai tài gái sắc. Họ lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình này, nhưng không hẹn mà gặp, cả hai đều rất đẹp hình và đẹp tiếng, đẹp cả bộ quần áo khi mà xuất hiện cùng với nhau. Xin giới thiệu, đó chính là ca sĩ Thảo Trang và ca sĩ Ali Hoàng Dương. Xin chào hai bạn. Dạ, xin chào anh Khang, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Vâng. Chào Thảo Trang. Chào anh Khang. Chúng ta gặp nhau hơi nhiều. Hơi nhiều. Vâng, anh Nguyễn Khang gặp Thảo Trang với là Ali cũng rất là nhiều. Nhưng mà để gặp hai bạn thì hình như là lần đầu tiên luôn đúng không? Dạ, đây là lần đầu. Lần đầu hai chị em ngồi nói chuyện talk với nhau. Có hát chung với nhau không? Chưa hát chung. Chỉ có hát chung chương trình, chứ chưa có kết hợp song ca bao giờ. Tại sao chưa kết hợp song ca? Vì chị Trang chị không có thích. bán chị lưng. Vì đơn vị tổ chức sản xuất không mời hát chung. Hay là tại vì hai giọng của hai người không hợp nhau hay như thế nào? Chưa có duyên á. À, chưa có duyên, đúng mới không? Nhìn sai cũng có thể là không có liên quan đến nhau. À. Chắc già quá. Không phải, bây giờ cái gu người ta phải vậy, nó mới mặn mà. Vậy thì gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Fresh. Tươi. Tươi, trẻ. Có face như bánh mì của cô hay làm không? Năng lượng. Cô Trang có một thói quen đó là làm bánh mì vào mùa dịch. Và cứ bánh mì tươi thì cô sẽ nướng lên và cô ăn rất ngon vào cái thời điểm đó. Rất hiếm luôn. Cho nên rất mỗi lần mà em dùng cái từ fresh, anh cứ nghĩ em sắp ăn một cái điều gì đó không ạ? Trời. Rồi, sao nữa? Chị Trang là một trong những người mà có giọng hát mà em thật sự rất thích sau những cái giọng ca nữ mà em đã được làm việc. Sau anh mỗi lần đi show với em thì ai em cũng nói vậy hết mà. Chưa em nha. Cũng nói là chị A, chị B, chị C đều là cái giọng hát em rất là yêu thích. Xong đúng rồi, nhưng việc. Mà em cái cũng câu đó giống như cái câu cửa miệng của em, cái câu em mà gặp ai cũng nói vậy đúng không? Dạ, chẳng lẽ mình mới gặp xong mình chê người ta thì nó cũng kỳ vậy. Cảm ơn cái sự chia sẻ đầy chân thật của em. Thế thì khi mà hai chị em làm việc với nhau á, thì hai chị em đoán xem cái chủ đề mà Nguyễn Khang sẽ dành cho hai chị em trong cái ngày hôm nay sẽ là cái gì? Chắc là cái gì đó lần đầu. Yeah, lần đầu đúng không? Như lần đầu gặp gỡ vậy phải em không? Thấy là chưa gì là anh có hơi chặt chém nhẹ một chút thì chắc là nó có chặt chặt một chút không anh? Nó có thể sẽ là cái cuộc chặt đầu tiên. Rồi cái không gian đầu tiên chúng ta gặp nhau, hay là đôi khi nó là cái gì đó liên quan đến. Thế thì vì trong âm nhạc thì có sẽ là cái sự kết hợp đầu tiên rồi. Yeah. Nhưng mà trong cuộc đời thì theo các bạn thì cái gì là đầu tiên sẽ gây ấn tượng? Rung động. Mình cảm nắng đầu tiên đúng không? Bài học đầu tiên. Em đúng là một cậu sinh viên ham học. Không, bài học đầu tiên nó cũng là một cái sự ấn tượng. À, cái bài học cuộc đời mà nó dạy cho em lúc mà em ngã đó hả? Dạ, đúng rồi. Anh lại tưởng là cái bài học đầu tiên của em nghĩ về cái điều gì đó. Không, chỉ là bài học mà về cuộc sống em nghĩ vậy. Nó cũng là một cái ấn tượng. Thế thì hôm nay chủ đề của chúng ta đó là mối tình đầu. Cái mối tình đầu là cái mối tình làm cho mình rung động sớm nhất. Phải hỏi Ali trước đi. Cái mối tình đầu của em là năm em nhiêu tuổi? Cấp 2. Cấp 2 là em bắt đầu rung động. Nhưng mà lúc đó là rung động, còn để mà gọi là yêu sâu đậm thì chắc là mãi sau này, khi mình lớn lên mình mới cảm nhận về cái tình yêu nó rõ. Còn trước đó giống như kiểu là gặp xong rồi thích nhau kiểu hẹn hò. Vâng. Thế thì hôn nhau lần đầu tiên là khi nào? Dạ chắc cũng khoảng cấp 3. Cấp 3. Vậy là vừa phải rồi, không quá sớm, không quá muộn. Ok đúng không? Dạ. Theo một cuộc thống kê gần đây nhất thì hôn nhau vào độ tuổi cấp 3 là vừa phải. Thế còn Trang? Trang rung động đầu đời là hồi năm lớp 8. Lớp 8. Nhưng mà thích đơn phương. À hả? Không được đáp lại. Còn khi mà... Người ta không biết mình yêu người ta. Có biết, mà từ chối. Còn mà nói về chuyện tình cảm nam nữ, mối tình đầu thì lại là lúc 18 tuổi. 18 tuổi, 17 tuổi. Nhưng mà lúc đó là cả hai người cùng yêu nhau đúng không? Nhau. Cũng không còn đơn phương nữa. Ừ. Vâng. Thế nụ hôn đầu tiên là cũng chắc 18 tuổi đúng hả? Rồi, 17 tuổi. À, 17 tuổi. 17 tuổi.
hôn dưới mưa hay là hôn trong một không gian lãng mạn? Trong công viên. Trong công viên. Wow. Hồi xưa chỉ có hẹn hò trong công viên thôi, hẹn ở đâu? Vậy là chắc công viên ở Bình Dương hả? Ủa sao biết Bình Dương hay vậy? Thì hồi xưa Thảo Trang là đến từ Bình Dương, anh coi idol anh nhớ anh kể vậy mà. Em dẫn ra công viên Bình Dương em hôn. Đúng rồi. Vâng, em bào thật. Thưa quý vị, như vậy mình sẽ nói với nhau về chủ đề mối tình đầu nha. Có những người nha, mối tình đầu sẽ không thể nào nhớ đâu. Không nhớ chính xác, không nhớ chi tiết. Nhưng cũng có những người mối tình đầu vô cùng ấn tượng. Thì hai bạn thuộc tiếp người là mối tình đầu sâu nặng hay là mối tình đầu trôi qua như một cơn gió? Của em thì kéo dài cũng hơn một năm, cho nên là sâu đậm rồi. Sâu đậm, và khó quên. Khó quên, vâng. Còn Ali? Còn em thì nó nhanh quá cho nên nó trôi qua như một cơn gió. Mọi thứ nó trôi qua rất lẹ. Dạ. Cuộc đời của em cũng vậy. Đến bây giờ em chưa có một mối tình nào mà nó quá một năm cả mọi người. Đó cũng là một trong những câu hỏi em đặt ra là ủa tại sao mình lại yêu chớp nhoáng? Mấy cuộc tình rút rồi ngắn em? Dạ nhiều lắm, không biết nữa. Nhưng mà đa số là nó chỉ nằm ở mức gọi là lấp lửng, xong rồi chưa dẫn đến một cái gì đó nó đậm sâu thì nó bắt đầu nó đã tan vỡ rồi. Nhưng em còn trẻ mà. Dạ, em mới 25 gần 26. Trời ơi, trẻ mình 10 tuổi kìa. Vâng. Thôi cô đừng có đề cập đến vấn đề tuổi tác đây như thưa cô Trang. Nhưng mà để cho thấy được rằng đối với mỗi người thì chúng ta có những cái ấn tượng rất là khác nhau. Thế bây giờ em vẫn mãi cô đơn à? Dạ, hiện tại thì em đang không quen ai cả. Vậy là em đang cô đơn. Dạ. Vậy rất là hợp với ca khúc tiếp theo. Bài gì? Cách dẫn chuyện của anh nó vô cùng tinh tế. Anh đang nghĩ tới cái cách nào để dẫn từ cái chủ đề vô cái ca khúc tiếp theo. Mà em nói cái vụ cô đơn cái anh nghĩ luôn cái bài kết hợp của hai chị em luôn. Thảo Trang đoán được bài gì không? Đêm cô đơn. Đêm cô đơn, rồi. Bây giờ coi như là bài này thì Trang đang hạnh phúc nha. Nhưng mà mình gửi tặng luôn cho Ali Hoàng Dương cùng với những ai đang cô đơn được không ạ? Trang lúc nào kể cả trong hạnh phúc Trang vẫn cô đơn. Okay. Cô đơn trong hạnh phúc. Cô đơn trong hạnh phúc. Cô là một tiếp người rất là khó hiểu đó. Để hiểu được cô là cả cô thế giới phải xích nhau và nghiên cứu. Cô đơn trong hạnh phúc. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến. Em phải dạng nghiên cứu cái vấn đề này. Dạ. Vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đêm Cô Đơn với phần thể hiện của Thảo Trang và Ali Hoàng Dương. Xin mời. Trăng khuya con tim buốt giá quạnh hiu, ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời với đắm chìm vô vọng, thì đâu ai có biết lòng anh, ôi bao nhiêu ai ân mặn nồng giờ này đã trôi. Mình anh vẫn thầm chờ mong, dù đã biết tình chia không hề yêu, giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá quạnh hiu, ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời với đắm chìm mơ vọng, thì đâu ai có biết lòng anh. Mà
Quý vị vừa đến với ca khúc Đêm Cô Đơn với phần song ca của Ali Hoàng Dương và Thảo Trang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên nha. Với cái chủ đề về mối tình đầu thì nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau và nhiều cái tình huống. Sau đây sẽ là câu chuyện của một anh chàng vì yêu mà 18 tuổi đã bí mật vượt ngàn dặm xa ra gặp người yêu. Câu chuyện của anh Đức Toàn, anh kể như thế này. Năm đó tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 11 của thành phố biển Nha Trang, mê chơi game, thích lướt blog và hay chịu khó tìm tòi mọi thứ trên internet. Còn cô ấy là cô gái Tràng An xinh đẹp, mê rock và cũng hoạt động tích cực trên blog thời ấy. Chúng tôi cùng tham gia trò chơi đố vui trực tuyến trên mạng và tình cờ thay, hai đứa lại cùng ngày, cùng tháng và cùng năm sinh nên được xếp vào chung bảng thi. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã mở đầu chỉ đơn giản thế thôi. Người ta nói gặp nhau lần đầu á là tình cờ, mà lần thứ hai á là tất nhiên, nhưng mà lần thứ ba đó là định mệnh. Đó là của người ta. Còn của anh Toàn á thì ảnh gộp cả lần hai và lần ba lại cùng với nhau. Bởi vì theo anh Toàn á, cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên, cho nên là khi mà mình gặp nhau á, mình phải nắm bắt những cơ hội đó. Anh nói như thế này. Gần một năm sau, tôi được trường cử đi tham gia một cuộc thi ngoài Hà Nội. Tình cờ tiếp tục xảy ra khi tôi và cô ấy gặp nhau ngay tại trường quay. Và đều là những kẻ chưa chạm đến chiến thắng. Buồn lòng thì cả hai hẹn nhau đi lòng vòng phố phường Hà Nội. Mà đúng là thời tới cản không kịp luôn quý vị. Anh Toàn, anh hẹn được cô ấy đi dạo thì chứ còn trúng ngay đúng cái thời điểm mùa thu lãng mạn. Lá vàng nó rơi lác đác. Có nghĩa là họ bước tới đâu là lá nó rơi phía đằng sau như cảnh trong MV gì đó. Thế là cả hai cùng nhau đi khắp phố phường Hà Nội. Đi dạo vòng quanh hồ lớn hồ bé. Rồi chụp cho nhau những cái tấm ảnh kỷ niệm. Càng nói chuyện thì anh càng nhận thấy sự thông minh và ngọt ngào của cô gái xứ Ninh Bình ấy. Nghe đã chưa? Có câu chuyện nó lãng mạn trong mơ. Nhưng mà giờ Trang đoán thêm là tiếp theo nó sẽ là ngọt ngào hay là nó sẽ là đắng cay? Nếu mà ai mà kể về mối tình đầu thì đa số là banh. Rồi tiếp tục. Câu chuyện của anh Toàn nó như thế này. Lúc đó thì do là yêu xa cho nên là cái thử thách nó dữ dội lắm. Nhất là khi cả hai còn đang đi học. Anh Toàn kể, một đứa thì về Nha Trang, một người thì ở lại Hà Nội. Chẳng biết lấy đâu ra chuyện mà hai đứa cứ gửi thư cho nhau từ sáng đến tối mịt bằng tin nhắn. Yêu xa được hơn 6 tháng thì dịp ấy là sinh nhật của cô ấy. Tôi quyết định làm liều, giấu nhẹm bố mẹ để ra Bắc chúc mừng sinh nhật của cô nàng. Nghĩ là làm. Thế là chàng trai 18 tuổi liều lĩnh năm đó liền đập heo lấy hết tiền tiết kiệm để mua vé máy bay đi chuyến sớm nhất và về chuyến trễ nhất để có thể gặp bạn ấy. Khi thấy tôi đứng trước cổng nhà, cô ấy đã nhảy lên và ôm chầm lấy tôi. Hai đứa vẫn giữ những thói quen ngày trước là đi dạo, ăn kem, xem phim và ngồi nói chuyện. Những thứ cảm giác ấy vốn dĩ quen thuộc, bình dị nhưng vẫn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nếu như mà có một anh như vậy ở trước nhà Trang, em đổ không? Đổ chứ. Đổ luôn. Dễ gì mà có người mà đứng trước cửa chờ mình đúng không? Vậy em cũng nhào lên phóng lên người ta vậy luôn hả? Ông chầm lấy luôn hả? Cũng y vậy đó. Y chang vậy hả? Nhưng mà nếu như mà Ali yêu như vậy thì em có sẵn sàng book vé máy bay ra hoặc là bay đến một nơi nào đó để gặp người yêu mình không? Dạ có chứ, em là người trong tình yêu cũng khá là thích chủ động. Cho nên là sẽ làm cái điều đó, nhưng mà phải tùy đối tượng nữa. Thế thì cái câu chuyện nó như thế này. Đúng như là Ali nói là mình phải cảm xúc và yêu người đó nhiều, mình mới có động lực làm một việc kinh khủng đến như vậy. Anh nói khi chưa nhớ một ai đó, nghe kể về nỗi nhớ thật dễ thương. Thế nhưng mà khi đã nhớ như một ai đó thật sự thì nỗi nhớ đó thật là ám ảnh. Mối tình đầu dạy cho chúng ta cảm giác cô đơn, và cũng dạy cho chúng ta biết thế nào là nỗi nhớ, một thứ gia vị không thể thiếu khi yêu. Tò mò cái kết này kìa. Nhưng mà cũng may là mối tình đầu này là nó đến từ hai phía. Nó không từ một phía. Anh thì hồi nãy khi anh đọc câu chuyện á, anh lại nghĩ tới cái chuyện là mối tình đầu nó theo cái kiểu anh này đáp máy bay ra thì tới lúc gặp cô nàng ở cửa thì thấy một anh khác từ nhà của cô nàng drama nó phải từ cái chỗ đó, nhưng không ngờ cô ấy đã ôm chậm anh ấy nhảy lên y như là Thảo Trang nhảy lên người của bồ mình vậy đó. Thì may ra là cái giai đoạn này nó vẫn đang rất đẹp. Mối tình đầu nhưng vẫn đang rất đẹp. Hồi xưa anh nhớ có một cái bài của Bích Phương, đó là anh gửi anh xa nhớ. Nó cũng nói về cái nỗi yêu xa như vậy. Nhưng mà mới gần đây thì anh thích một cái ca khúc
nó lời của nó là xa là sẽ nhớ ngay, xa là khóe mắt cay. Chắc là Trang viết bài này đúng không? Nhưng mà có bao giờ là em xa mà em nhớ người yêu mà em khóc không? Hiếm lắm. Em mạnh mẽ như vậy đúng không? Hiếm lắm. Không bao giờ em rơi nước mắt đúng trong không? Cuộc đời có nhiều thứ không nó đau đớn hơn vậy mà còn không khóc nữa. Tình yêu ít khi nào mà em khóc lắm. Thế thì trước khi mà chúng ta xem cái câu chuyện có hồi kết như thế nào, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cái nỗi nhớ khi mà hai người xa nhau ấy qua một cái ca khúc rất được quý vị yêu mến trong thời gian gần đây. Như lần này sẽ là một phiên bản do Thảo Trang cover, ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Cho su ngày
chẳng nhìn lời nói gió bay. Quý vị vừa mới đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi. Thật ra thì quý vị đã nghe Thảo Trang với những ca khúc nhảy sôi động, dance cũng có. Nhưng lâu lâu thì Thảo Trang quay trở lại với dòng nhạc teen bop như thế này thì anh nghĩ là nó cũng hợp với lại cái giọng hát của Trang đó. Kiểu giống như là sẽ có những lúc người ta thấy được Trang quay trở về với tình cảm yêu đương trong sáng mặn nồng chứ không dữ dội nữa. Em thấy anh vừa rồi em thấy sao, ổn không? Em thấy một cái gì đó rất lạ so với chị Trang từ trước đến giờ. Trang còn có ổn hay không? Ý là không hát nhiều thôi. Vâng. Trang không hát nhiều. Thế thì quay trở lại với câu chuyện đó thì hai người nghĩ xem kết thúc của câu chuyện ấy như thế nào? Sau khi mà cô ấy nhảy lên ôm chầm anh ấy khi anh ấy bay ra ngoài Hà Nội thì sao nữa, hai người đến với nhau làm sao? Thế yêu xa, yêu xa thì nó sẽ tiếp tục kiểu người này đi đến gặp người kia. Nhưng mà đang chờ xem là cái kết cục có một người nào đó dời đi hay không, hay là tại vì cái yêu xa nó là một cái vấn đề. Yêu xa là một cái tình trạng vô cùng tốn kém. Anh là một trong những cái trường hợp mà yêu xa như vậy. Tại mỗi lần mà yêu xa phải tranh thủ đi show hay là nhận show nhiều nhiều để mình đến với cái vùng đất đó mà mình gặp được người yêu của mình. Thì quay trở lại với câu chuyện đó thì bạn chia sẻ như thế này: khoảng thời gian yêu xa, tôi và cô ấy ngày nào cũng chat webcam rồi trò chuyện với nhau rất nhiều. Có lần nàng còn làm bánh và gửi vào tận Nha Trang để tôi thưởng thức. Và rồi năm ấy thi đại học, tôi xin gia đình thi Học viện Ngoại giao Hà Nội. Một phần là vì sở thích, một phần là vì muốn ở gần cô ấy. Thế nhưng gia đình lại không đồng ý vì xa nhà quá. Còn cô ấy thì lại săn được học bổng du học sang Anh. Giờ đây cô ấy đã có một anh người yêu bản xứ nơi mà nàng đến học. Còn tôi cũng đã có một người con gái hứa hẹn gắn kết cuộc đời. Thế nhưng mối tình đầu vẫn là điều ngọt ngào nhất mà tuổi trẻ đã cho tôi cảm nhận. Khoảng cách và sự liều lĩnh của tuổi đầu đời. Rõ ràng không có đến được với nhau. Những kết cục tình yêu như vậy dù có mặn nồng đi nữa thì khoảng cách địa lý là cái điều duy nhất sẽ làm cho tình cảm phai nhạt. Nhưng mà cái sự chia tay đó nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nó không có sóng gió. Chỉ đơn giản là chưa đủ drama. Sa mạc thì cách lòng đúng không ạ? Sa mạc thôi. Trang có bao giờ yêu xa không em? Có, yêu xa vài lần. Vài lần à? Xa nhất là ở đâu? Mỹ. Wow. Nhưng mà ngày xưa có điều kiện cho nên đi qua đi về nhiều. Hàng chi hồi xưa có một dạo xuyên nhận show đi Mỹ. Cái 5 năm tuổi trẻ rực rỡ nhất cuộc đời là đi không đó. Đang là bay không? Ở trên trời đúng không? Trên trời không? Ít khi đáp đất. Thế còn với Ali, em có yêu xa không? Dạ em có, cũng nhưng mà nó cũng ngắn ngắn thôi. Mà nó cũng tan vỡ sớm. Một... thì nãy giờ em kể cho anh có cuộc tình nào của em quá một năm đó. Thì nó ngắn ngắn, nhưng mà thường là em yêu gấp rút lắm mọi người. Em yêu, em cũng cố gắng cống hiến hết mình trong cái khoảng thời gian đó để mà gọi là những cái kỷ niệm nó để lại là cái điều quan trọng nhất. Em yêu theo fast food ăn nhanh hay là instant noodle? Sao nhanh quá vậy? Không, tại vì cái số của em nó từ trước đến giờ nó vậy, không biết sắp tới như thế nào. Nhưng mà thường thì trong quá trình yêu thì có một đợt em yêu một bạn ở Hà Nội, xong rồi cũng ra đó ở khoảng 2 tuần, xong về cũng lâu lâu rảnh thì sẽ bay ra chơi như vậy. Nhưng mà cái khoảng cách ấy, em nghĩ cái khoảng cách nó khiến cho con người ta nó trở nên bắt đầu có một chút gì đó nghi ngờ. Xong rồi có một chút gì đó cảm thấy hời hợt hơn, xong rồi nó sinh ra rất là nhiều chuyện. Khó lắm. Dạ. Nhưng mà mình có chủ động nói ra cái điều đó để chia tay không? Hay là tự hai em bị bỏ. Em bị bỏ mà, chứ em đâu có nói gì được. Chứ đâu phải em không nói gì, em bị bỏ luôn. Dạ. Bị người ta lờ, phớt lờ luôn. Hồi xưa là có đeo một cái nhẫn đôi. À. Xong rồi cái lúc mà em đi sân bay em về thì bạn nó bỏ cái nhẫn đó trong cái áo khoác của em. Xong về là hiểu rồi đó. Trả lại người xưa. Anh, cái này quan điểm riêng của anh nha. Cả hai người phải trải qua sóng gió cùng với nhau thì nó mới là cách để gắn kết cùng với nhau. Ví dụ như anh với lại người yêu của anh là trải qua biết bao nhiêu thứ sóng gió trên đời, trên trời, dưới biển. Và cứ mỗi lần vượt qua cái sóng gió nó tưởng như là banh này, giống như game kìa, thì vượt qua được nó lại là một cách để gắn kết cùng với nhau. Cho nên anh nghĩ bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Nếu nó cứ bình yên trôi, êm ả trôi á, may mắn mà đi được với nhau á thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà thường xác suất mà bình yên trôi mà nhẹ nhàng đó thì nó cũng nhẹ nhàng chia tay. Nhân cái câu chuyện đó thì chắc là sẽ đến phần biểu diễn của Ali nha.
Thường là khi mà người ta yêu một ai đó thì người ta thường chọn người ấy là nàng thơ trong cuộc đời của mình. Đây là một ca khúc rất là hot. Và chắc là lần đầu em cover đúng không? Dạ, lần đầu em hát trên phương tiện truyền thông. Dạ, anh Cường nói thật ra là còn tác động bởi rất là nhiều bởi giám đốc âm nhạc nữa thì thật ra lúc đầu em cũng có nói là anh Cường ơi cái bài này hot lắm và Dũng cũng hát đã rất là hay rồi. Nhưng mà thật ra là không có một cái bài hát nào nó có thể phù hợp với lại cái chủ đề mà mối tình đầu bằng ca khúc này. Cho nên cứ thử thôi. Cho nên em thử. Biết đâu khi em hát này em tìm được một cái ý trung nhân của mình. Dạ, đúng em không? Cũng mong lắm. Khán giả mà coi mà cảm thấy em hợp thì mình cứ mạnh dạn nhắn tin qua Instagram, trời ơi. Facebook trời ơi. Và nhiều phương tiện truyền thông. Thật sự, tôi tưởng cái show này là show hẹn hò. Các bạn bốn phương. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nàng Thơ với lời gửi gắm nhắn nhủ của Ali Hoàng Dương rằng nếu thích em thì em hãy nói qua ai đi. Dạ, qua Facebook hoặc Instagram. Mời quý vị cùng lắng nghe. Rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đang lỡ, chẳng buồn dằn lòng quên hết những chờ vờ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trang lại cho rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại. Mong em kỷ niệm này cất lại. Mong em nghe buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em sẽ bước bên đời thanh thản. Chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ, we'll be right back.
Cái bài Nàng Thơ bạn cũng hay quá ha. Dạ, nhẹ nhàng lúc sau nó bùng nổ. Nó bùng nổ cho nên em xin phép được cởi áo. Tại vì hát xong em đổ mồ hôi nhiều quá. Em có biết là cởi là chương trình tăng rating không? Thì không anh. Thì em cởi em hy sinh được không? Ok, hứa nha là đẩy rating của chương trình. Ok. Thưa quý vị, thật sự là tôi cũng hơi bất ngờ. Không hiểu là stylist của Ali Hoàng Dương lại chọn cho ấy một bộ đồ rất Đà Lạt. Thưa quý vị, phòng thu ở thành phố Hồ Chí Minh mà chọn bộ đồ hai lớp ở Đà Lạt. Thật ra lúc đầu là kêu làm mối tình đầu cho nên là chắc là bạn có hơi... Em ơi, tình đầu đó là khi mà người ta còn trong sáng. Dạ. Em trải qua cái cả chục cuộc tình rồi mà em tình đầu mặc đồ kính như vậy thì làm sao mà em vô được tới tình cuối. Dạ. Thôi, để chứng mà em ráng. Rồi bây giờ em cởi dần rồi đó. Rồi, ok. Chút nữa Thảo Trang có cởi gì không? Chị còn gì để cởi không chị? Không đúng không? Còn lớp trong nhưng mà cởi ra kỳ lắm. Thôi, không nên. Cởi lên là đến chương trình Best Rating vô cả trending luôn. Quý vị không? Nhưng cái việc nói về mối tình đầu á, thì mối tình đầu tiên nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, nó lãng mạn. Nó như cái lớp áo sơ mi của Ali Hoàng Dương vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo từ một cái email mà chúng tôi nhận được từ bạn Thi Thơ. Bạn kể về mối tình đầu của mình như thế này. Tôi gặp anh khi mình học năm 2 đại học, còn anh là tân sinh viên của trường. Lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã bị đôi mắt tròn xoe, long lanh, ngơ ngác của anh cuốn hút. Kết hợp thêm nụ cười có chiếc răng khểnh đã làm tim tôi điêu đứng. Tôi từng nghĩ chắc chỉ có tôi mới trúng tiếng sét ái tình của anh. Thế nhưng, ai dè, anh cũng trúng tiếng sét ái tình bởi nụ cười của tôi. Ngày ấy thì chúng tôi là những sinh viên xuất sắc của trường, thế nên là được trường thưởng cho chuyến đi du lịch ở Đà Lạt. Trong gần 50 sinh viên xuất sắc tham gia, chúng tôi lại bắt sống được với nhau. Và tình yêu đầu đời của tôi nảy nở như thế, giữa tiết trời Đà Lạt lập xuân dịu mát. Chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng hề giấu giếm, thế nên gần như cả trường biết chúng tôi là một cặp, kể cả cô bạn thân của anh ấy. Tình yêu khiến cho chúng tôi trở nên yêu đời hơn và năng nổ hơn trong công tác đoàn. Chúng tôi cùng nhau tham gia các hoạt động của trường, tham gia hội trại, tham gia các chuyến đi mùa hè xanh. Mỗi chuyến đi đều để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong chúng tôi. Có điều đã xuất hiện những dấu hiệu khiến tôi bắt đầu có những nghi vấn về cô bạn thân của anh ấy. Trong một đêm trăng sáng của chuyến mùa hè xanh năm ấy, tôi nhận được tin nhắn của anh: bé ngủ ngoan nhé, và nhớ mơ thấy mình đó. Nếu đây là tin nhắn anh gửi khi ai về nhà nấy thì tôi sẽ rất vui. Thế nhưng mà tin nhắn được gửi đi trong lúc tôi và anh đang ở cạnh nhau và chuẩn bị cùng đi ngắm trăng và đom đóm bay. Khi tôi hỏi anh về tin nhắn, anh bảo anh gửi cho tôi. Nhưng tôi biết không phải, vì anh chưa bao giờ gọi tôi là bé. Và vì tôi biết bé là cách anh gọi cô bạn thân của mình. Dù nghi ngờ, nhưng vì anh cứ khẳng định như vậy nên tôi cũng không nói thêm. Bắt đầu, thật ra là lỗi tai hại là từ cái việc nhắn tin. Nhắn tin lộn. Nhắn tin lộn mà chưa kể nhiều khi có những trường hợp copy paste một nội dung mật hash 3-4 người. Quay về lại thành phố thì cả hai tiếp tục việc học của mình. Thi Thơ là con gái Sài Gòn, còn anh người yêu thì lại là trai miền Trung vào học. Thế nên việc liên lạc với nhau lúc đó khá khó khăn vì anh này không có điện thoại. Mỗi lần muốn hẹn nhau thì Thi Thơ phải chạy xe từ Phú Nhuận sang Gò Vấp, hoặc là phải gọi cho anh bạn cùng phòng của anh người yêu á. Bởi nhờ vả mà, yêu như thế nó rất vả. Nhưng mà Thi Thơ thì không ngại vì lúc đó cô yêu anh rất nhiều. Còn anh á, chẳng biết có yêu cô nhiều như thế hay không. Chỉ biết là nếu cô mà không có chủ động liên lạc, có khi cả tuần anh cũng không gọi điện cho cô. Có khi anh bật vô âm tính và cô gọi mãi cho anh bạn thân để hỏi thăm cũng không được. Đến khi liên lạc được thì anh chàng này lại bảo cô làm cho anh thấy ngột ngạt quá. Theo lời anh là như vậy. Nhưng mà thật ra anh thấy á, khi mà hai người yêu nhau mà chỉ cần 3 ngày mà không liên lạc với nhau thôi, nếu như không có sự cố xảy ra thì anh thấy là đã có dấu hiệu. Dạ, vấn đề rồi. Có vấn đề gì trong đó. Rồi thì bắt bạn gái phải chạy xuống chỗ mình để hẹn hò như vậy thì anh thấy cũng không được đa lăng cho lắm, đúng không ạ? Mà Thi Thơ nói tiếp, có đôi lần ghé thăm anh ở nhà trọ, cô chủ nhà có bỏ nhỏ với tôi: coi chừng con bạn thân của thằng Hờ, cô thấy nó hay tới đây rồi lên phòng lắm. Hỏi dò anh ấy thì anh ấy nói cô gái đó chỉ đến đây để đưa đồ thôi chứ không có gì cả. Đưa đồ mà lên tầng phòng mà. Bà anh... chủ nhà trọ cũng ít có nhiều chuyện lắm. Thiệt sự. Chị chủ nhà trọ chỉ lại đi bà quá nhiều chuyện luôn á. Mà chị đốt nhà. Anh và tôi công khai như vậy thì ai dám đụng vào đâu.
yên tâm với cái câu nói của anh, tôi lại tiếp tục yêu. Thế rồi mối tình đầu của tôi cũng đã đi đến hồi kết trong một chiều mưa tầm tã. Hôm đó anh hẹn tôi xuống nhà anh. Từ quận nhất, tôi đội mưa chạy xuống Gò Vấp. Đến nơi, cửa nhà đóng khóa. Tôi phải đứng trú mưa dưới mái hiên để chờ anh. 15 phút, 30 phút, 1 tiếng. Rồi 2 tiếng trôi qua, bóng dáng anh vẫn không thấy đâu. Trời. Tôi bắt đầu lo lắng là không biết là anh có gặp chuyện trắc trở này hay không. Đến khi tôi tính về thì anh xuất hiện. Và câu đầu tiên anh nói khi thấy tôi không phải là câu xin lỗi mà là câu: ủa, thơ tới rồi hả? Nãy giờ mưa buồn quá nên hờ đi chơi pizza một chút. Tới hồi nào vậy? Bao nhiêu lo lắng trong tôi biến mất, chỉ để lại một sự trống rỗng. Và tôi nói lời chia tay ngay lúc ấy, mặc cho anh níu tay tôi giữ lại. Tôi không giận dữ, không la hét, chỉ quay lưng và bỏ đi. Vì lúc ấy tình yêu trong tôi đã trôi theo cơn mưa mất rồi. Bận tâm 3 tháng, rồi anh gửi email bảo còn yêu tôi nhiều lắm và muốn quay lại. Nhưng tôi không trả lời. Mãi sau này tôi nghe tin anh cưới vợ. Và vợ anh chính là cô bạn thân năm ấy. Rõ ràng. Rõ ràng giác quan của Phương rất là nhạy, đúng không? Nhưng mà bạn gái này bị khờ quá. Khờ quá đúng không? Khờ quá. Nếu chờ mà... 5 phút, 10 phút thôi chứ ai chờ thêm tí. Và trong tình yêu có nhiều người người ta yêu dại khờ, dạy khờ như vậy đó. Có những người người ta yêu đến đặc biệt là phụ nữ nông nổi và người ta vẫn tin rằng còn nước còn tát, đúng không? Yêu kéo. Nhưng mà ngay từ khi bắt đầu câu chuyện này nó đã có vấn đề rồi. Nhưng mà có vậy nè, nhiều khi phụ nữ á, họ luôn luôn họ cho rằng có thể đàn ông sẽ có nhiều mối tình nhưng mà cuối cùng thì sẽ chọn mình là người cuối cùng, cho nên cổ nghĩ là kiểu thả thính cho qua rồi cuối cùng thì anh ấy vẫn yêu mình. Cái kiểu là như vậy. Nhưng cô ấy quên mất rằng thật ra cô bạn thân kia còn thân hơn cổ. Và cuối cùng đã lấy luôn anh người yêu của mình. Đúng không ạ? Cho nên trong cái câu chuyện tình yêu chúng tôi không nghĩ là có đúng hay sai. Chỉ có là ngay từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu đó, đã đúng hay là sai hay chưa. Đúng không? Sai ngay lúc đầu. Vâng, đã sai ngay từ lúc đầu. Nếu như em phát hiện mà cái chuyện tình yêu mà ngay từ đầu mà mình sai thì em chấm dứt hay là em cố tiếp tục? Dạ em nghĩ là em không. Em tiếp tục ở đây là tiếp tục chỉnh lại cho nó đúng á. Em là thấy sai là em thôi luôn. Thôi luôn hả? Dạ. Tại vì em thấy tốn thời gian á. Nhưng mà có những người khác thì cái tính của họ lại thích chinh phục chẳng hạn. Thì họ sẽ cố gắng làm sao đó để chỉnh dần để nó một ngày đó nó phù hợp. Và đôi khi là có một cái câu gì em nói, một ăn cả ngã về không á. Thì em nghĩ là nếu có những người nào đó chịu nhẫn nhịn để làm điều đó và đôi khi là nhận được những cái giá trị tốt đẹp trong câu chuyện tình yêu thì cũng là ok. Thế thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu, để gửi gắm cho cô bạn gái của chúng ta về cái câu chuyện tình yêu vừa rồi. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Ali Hoàng Dương. Chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc em quay mặt đi, khi tình yêu tan dần, mà chẳng cần chút phân vân. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao em lỡ thương một người vô tâm, rồi đau đớn lặng. Dẫu đi giọt nước mắt, nắng tắt trên đôi mi u buồn. Vì anh thương em hơn em thương ai, chỉ biết đành câm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe. Bây giờ anh mới
ra rằng đã sai từ lúc đầu. Mãi mãi với anh là điều vô nghĩa, anh đã chọn cắt chia niềm hạnh phúc, chẳng quan tâm cảm xúc em buồn đau thế nào, rồi lạnh lùng bước đi ngầu. Vì anh thương em hơn em thương ai, chỉ biết anh câm nín nuốt bao sâu xa. Chuyện tình yêu hai ta đau buồn lệ tràn khóe môi, người ơi em hãy nói một lời. Vì anh thương em hơn em thương anh, anh sẽ khờ sao chẳng biết anh vô tình. Lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh Ali Hoàng Dương với ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu. Đây là bài lần đầu tiên của Nguyễn Minh Cười em hát đúng không? Dạ không, em hát nhiều lắm rồi. Hát nhiều lắm rồi nhưng sao dạ. Anh không thấy em ra bài hay là xuất hiện nha? Dạ không, bài này là một bài của chị Hồ Ngọc Hà trong cái album gần đây nhất của chị. Xong rồi sau đó là em có nhắn tin với anh Cường. Lúc đó em đi hát ở một cái show diễn thì em nói là anh nói cái bài anh viết cho trong album chị Hà hay quá, em phải hát cái bài này ở trong một cái show nào đó gần nhất. Thì anh Cường kêu ok em cứ mỗi lần đi hát cứ hát đi. Xong rồi sau này nó lại nổi lại một lần nữa là cái sự kết hợp của Trung anh Idol, dạ Trung Idol của anh Tuấn. Thì bắt đầu bài hát này nó trở nên rầm rộ hơn. Thì sau đó em hát thì em bị chê hơn hai anh đó nhiều, nhưng mà em vẫn cố chấp đi hát rất là nhiều nơi tại vì em yêu bài hát này. Và nếu mà ai yêu em thì em nghĩ là cũng sẽ cảm nhận được cái cái ca từ của bài hát này là cái điều quan trọng nhất. Đã sai thì có thể bắt đầu lại, chứ còn trong tình yêu thì đôi khi đã sai thì là mất luôn, đúng không? Dạ. Có bao giờ mà em cảm thấy là những cái sự lựa chọn sai khiến cho em nuối tiếc không? Không, đa số những cái cuộc tình đi qua là không có hối tiếc. Ừ. Yêu là mình yêu hết mình thôi. Ừ. Tại vì cái chuyện tình cảm đó là của mình mà. Ừ. Mình cảm nhận mà, mình cứ yêu hết mình thôi. Còn cái chuyện người ta đáp lại hay không á thì theo thời gian thì mình sẽ cảm nhận được. Ừ. Nhưng mà không phải là tự nhiên mình thấy người ta hờ hững xong rồi mình không có trọn cái con tim của mình. Ừ. Tại vì đến được đâu thì đó là chuyện của số phận. Ừ. Còn khi mình yêu ai thì mình, khi mình đã biết là mình yêu người đó rồi, mình cứ yêu hết mình thôi. Ừ. Đúng. Mà khi mà cảm xúc nó đã trôi đi rồi thì thôi nhẹ nhàng chia tay cho nó an yên gì đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại một cái câu chuyện nữa về chủ đề mối tình đầu. Có những câu chuyện mà những cái thử thách mà chúng ta đối mặt nó có thể vượt qua nhưng vẫn không làm được. Chúng ta biết nó là thử thách đó nhưng không làm được để thay đổi và hối hận cả một đời. Thì cái câu chuyện của anh Kiệt Nguyễn, anh giới thiệu bản thân rất là ngắn gọn như thế này.
Tôi sống độc thân, có 4 con. Anh đi dị vợ cũng đã lâu, và anh ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa vì anh nói cảm giác yêu không còn sau khi vợ ra đi với một người đàn ông khác. Những tưởng là cuộc sống của anh sẽ trôi qua lặng lẽ như vậy nếu như anh không gặp cô gái ấy cách đây hơn 10 năm. Anh chia sẻ cô gái ấy còn khá trẻ, nhỏ hơn anh 20 tuổi. Lúc ấy vừa mới có hôn ước với bạn trai. Mối quan hệ của hai người khởi nguồn từ chiếc ví mà cô vô tình đánh rơi trên Đà Lạt. Lại cũng là Đà Lạt quý vị. Và cảm xúc về nhau được nhen nhóm từ bữa ăn cảm ơn sau đó. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống và chợt nhận ra họ đồng điệu nhiều đến mức kinh ngạc. Anh bảo, em cho tôi cảm giác mình vừa tìm được một tri kỷ sau ngần ấy năm sống như tồn tại. Sự hài hước của em, sự thông tuệ của em, sự rạng rỡ của em khiến cho tôi bần thần. Tôi vui vì em khiến trái tim tôi loạn nhịp, nhưng tôi buồn vì tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện, khi tôi đã không còn trẻ và em đã có hôn ước. Trước khi đến với câu chuyện tiếp theo, em thấy về cái chuyện tình yêu này sao? Theo em thì ổn không? Hơi nghiệt ngã. Anh này, cô này đang hôn ước nữa là hơi nghiệt ngã. Độc thân, có 4 con. Cô này đang, cô này nhỏ hơn anh, nhưng mình đang có hôn nhân. Có hôn nhân. Nghiệt ngã. Nghiệt ngã. Ngang trái. Mà chuyện này gặp nhiều lắm. Chuyện này gặp nhiều lắm đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi là tiếp tục câu chuyện nó như thế nào nha. Sau những lần mở lòng thì anh mới biết chuyến đi lần ấy của cô không đơn giản là đi du lịch, mà là để cô được bình tâm suy xét về hôn ước của mình. Cô kể với anh rằng hôn ước này được lập nên một phần do hai bên gia đình vốn thân thiết từ lâu. Cô và người yêu là bạn thân từ nhỏ, sau này vì sự đốc thúc của ba mẹ hai bên mà quyết định đính hôn. Nhưng cô không biết là tình cảm cô dành cho chồng sắp cưới có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là tình thân, cho đến khi cô gặp anh. Vậy là hiểu rồi ha. Có nghĩa là không hề yêu với cái mối hôn ước này mà do ba mẹ sắp đặt thôi. Và đến khi gặp anh mới rung động. Rồi, vậy là kết thúc có hậu. Theo em là sao? Kết thúc có hậu. Tiếng không? Tiếng chứ. Nhưng mà anh này có lớn hơn cô nhiều, 60 tuổi lận. Chuyện lớn đâu phải chuyện vấn đề. Và hả? Và cô này đâu có yêu anh chồng đâu. Hả? Nếu mà không đến được với nhau thì quá tiếc luôn. Ali đến không? Dạ đến chứ. Đến đúng không? Ok, thế chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Cô ấy quen với bạn trai nhưng đó không phải là tình yêu, cho nên là khi mà gặp anh Kiệt cô mới hiểu yêu là thế nào. Anh kể tiếp, sau bữa ăn cảm ơn, cô nán lại Đà Lạt thêm một tuần. Anh cũng vậy. Cả hai đã có những ngày cùng nhau lang thang khắp Đà Lạt. Anh bảo, đã lâu lắm rồi tôi mới có được cái cảm giác hạnh phúc và bình an đến như thế. Còn em, có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được và yêu là như thế nào. Em bình yên và ngoan hiền như một đứa trẻ trong vòng tay tôi. Ước gì thời gian cứ ngưng động lại để tôi và em không bao giờ buông tay nhau. Quay về thành phố, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, gặp gỡ và gần gũi nhau như một cặp đang yêu. Tình yêu giữa họ thăng hoa nhiều đến mức những người xung quanh đều nhận ra được cái sự thay đổi trong cảm xúc của họ, trong đó có chồng sắp cưới của cô. Thế nên người chồng đã làm đủ mọi áp lực để đẩy nhanh ngày kết hôn. Lấy lý do thủ tục xuất ngoại hoàn tất nhanh hơn dự định, người chồng xin phép ba mẹ hai bên được tổ chức đám cưới sớm hơn 2 tháng. Anh Kiệt tâm sự tiếp trong lá thư. Em khóc như mưa trong cái ngày mà tôi gặp em. Trong vòng tay tôi thì em đã nói rằng ngày cưới sẽ được tổ chức sớm hơn dự định 2 tháng. Và cưới xong thì em cùng chồng sẽ ra nước ngoài một thời gian. Tim tôi như thắt nghẹn lại. Sao số phận lại tàn nhẫn với tôi với em như thế? Em hỏi tôi có cách nào để hủy hôn ước hay không? Nói thật, nếu có thể tôi sẵn sàng đến gặp ba mẹ em và hỏi cưới em ngay lập tức. Thế nhưng sự tự ti của một người đàn ông đã bước qua độ tuổi 50, sự trùng lòng khi nghĩ về 4 đứa con đã khiến anh không thể trả lời cô. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là vỗ về và khuyên cô nên vì gia đình và tương lai của bản thân. Sau hôm đó cô và anh dừng liên lạc lại với nhau. Ngày đám cưới diễn ra, anh một mình uống thật say để quên đi thực tại và quên đi cả tình yêu dành cho cô. Anh nói anh không biết cô lên đường khi nào vì anh không dám gặp cô. Chỉ biết sau đám cưới vài ngày, cô gửi cho anh một dòng tin nhắn ngắn gọn. Nếu kiếp này chúng ta có duyên không nợ, xin hẹn kiếp sau nắm tay nhau đi hết cả cuộc đời.
rốt cuộc là không có hậu như Trang tưởng. Không có hậu như Trang tưởng. Nhưng mà Trang này, theo em thì đến với anh này thì cô này có hạnh phúc không? Câu hỏi hay. Tại vì anh này là lớn tuổi, đúng không? Và có tới 4 đứa con. Thì Trang nghĩ là trong cái thời gian lần đầu tiên mà gặp nhau á, thì là tại vì đang là trong cái không gian của Đà Lạt. Mà những cái nơi mà mình đi du lịch á, mình dễ yêu lắm. Mình dễ xao xuyến lắm. Đà Lạt hoặc thành phố nào đó mà mình đi du lịch và mình gặp một người nào đó thì nó kiểu đang hưng phấn mà. Nó còn dễ yêu, nhưng mà khi trở về với thực tại, về với cuộc sống của mình thì bắt đầu nó mới có vấn đề. Là kể cả có tình cảm với nhau cũng vì này vì kia vì lý do em phải cưới chồng rồi phải đi theo phải gia đình vì nhiều lý do khác thì tình yêu không đủ mạnh thôi. Vì tình yêu không đủ mạnh thì không đấu tranh. Nếu như anh này đủ can đảm, anh vẫn có thể đến gặp gia đình của cô này. Nhưng mà anh chưa lần nào anh đến gặp gia đình của cô này cả. Cái đó giữa hai người chưa có đủ mạnh. Có nghĩa là anh vẫn suy nghĩ rằng có thể là anh là không đủ xứng đáng với cô ấy. Nhưng nó cũng chỉ là một phần lý do. Tại vì khi mà người ta yêu thì người ta sẽ không cần bất cứ lý do, người ta sẽ tìm mọi cách để đến với người mình yêu. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ được đến với một ca khúc nó rất là phù hợp với lại câu chuyện ngày hôm nay. Ca khúc Hoa Nở Không Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Thảo Trang. Lại sâu trong trái tim thao gầy.
chắc luôn ấm áp. Bước về phía nắng ấm tìm anh. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ. Vừa rồi là ca khúc Hoa Nở Không Màu với tiếng hát của Thảo Trang, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Cường. À, Trang có thường hay hát nhạc của Cường không? Đây là lần đầu tiên Trang hát lần nhạc đầu tiên. Thế thì Khang nghĩ là Trang có thể thử thêm nhiều lần để xem phản ứng của khán giả ra sao. Với lại gì nè, Khang nghĩ đã đến lúc Trang đã có đủ chín mùi và sự trải nghiệm cho cuộc đời. Tình yêu cũng có, về âm nhạc cũng có, mọi thứ. Cho nên không nhất thiết, tất nhiên là cái dòng nhạc mà đi kiếm tiền hoặc cái dòng nhạc mà Trang yêu thích và là sở trường của Trang thì Trang vẫn làm. Nhưng lâu lâu sẽ có những cái ngã rẽ như thế với những cái dòng nhạc này, để xem coi là cái cảm xúc của khán giả đối với mình như thế nào, đúng không? Nói chung là bây giờ tại vì cũng có tuổi rồi. Đúng rồi, có tuổi gì? Không phải, đang nói là tô luyện lâu năm là nội công thâm hậu. Cho nên giọng hát, rồi trải nghiệm cuộc đời cũng làm cho cái tiếng hát của mình nó... deep hơn, sâu hơn. Nhưng mà nhân chuyện tôi muốn hỏi Trang là nãy chờ chủ đề mối tình đầu á, thấy cái người tình yêu đầu tiên bây giờ họ có cảm thấy tiếc khi cô thành công và nổi tiếng và xinh đẹp như bây giờ? Tiếc từ cái lúc mất ngay cái thời điểm đó chứ giờ tiếc gì? Tiếc từ lúc đó luôn á. Tiếc từ lúc đó luôn. Tại vì để vụt mất Trang. Thế thì hy vọng là nếu anh đang xem cái chương trình này, anh đang cảm thấy những lời chia sẻ của Trang, thì anh đã thấy là anh đã mất đi một điều gì đó quý báu trong cuộc đời. Và từ lúc này là anh hết tiếc. Có lúc đó là vì Trang rời người ta đi mà, đâu phải người ta Trang người ta rời Trang đâu. Vâng. Dĩ nhiên là người ta tiếc rồi. Vâng, tất nhiên. Thế còn Ali thì sao với chủ đề mối tình đầu ngày hôm nay, thì em có thích không? Dạ, em tương đối cảm nhận được bản thân mình một cái khoảng thời gian vừa qua, thì sau khi ít có thời gian để mình nhìn lại thì tự nhiên ngồi đây có vài tiếng thôi, nhưng thì mình cũng ngồi mình ngẫm tại sao bao lâu mà mình không yêu ai. Thì em vì dịch em. Do dịch thôi chị. Dịch mình mất hết 2 năm rồi. Em không biết nói gì ngoài cái việc mà nãy giờ ngồi nhìn lại mình nhiều hơn một chút. Dạ. Như vậy thì sống chậm lại, chiêm nghiệm nhiều lại. Dạ. Thì tự nhiên em thấy cuộc sống này giá trị. Và đôi khi trong những cái cuộc tình mà em đã trải qua, chắc chắn sẽ có một cuộc tình nào đó em cảm thấy rất là ý nghĩa. Dạ. Rồi quý vị ơi, Ali cũng cô đơn quá lâu rồi. Chị lại bán em. Cho nên ai có nhu cầu cảm tình với nụ cười ánh mắt này thì hãy tìm đến Facebook và Instagram Ali. Tôi tưởng cái show của tôi là bà này mà mai mà muốn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và tôi hy vọng là những cuộc trò chuyện cởi mở, gần gũi, đầy cảm xúc, cũng như là những cái bài hát của các bạn đã chạm đến trái tim của khán giả đang theo dõi chương trình này ha. Và hãy chờ đợi phản hồi khi chương trình này lên sóng. Cảm ơn anh Khang. Okay. Và chúc cho Khang Show cũng như anh Khang sẽ ngày càng tiến lên. Cảm ơn hai bạn vì đã nhận lời tham dự chương trình này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo của The Khang Show. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người, nhớ coi nha.
The Gang Show Music Way. Tôi là Thảo Trang và rất mong quý vị sẽ luôn ủng hộ The Gang Show. I am Ali Hoàng Dương. Welcome to The Gang Show. Mọi người hãy nhớ đón xem và ủng hộ chương trình ạ. Cảm ơn rất nhiều. Trời ơi. Có bán thân luôn. Thiệt sự. Đúng cái show này là show hẹn. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Trong sáng như cái bộ đồ của mặt heo đây.